Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Đại Khê Thủy, ngày Giáp Dần, tức Can Chi Tương Đồng, thuộc Mộc và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Đại Khê Thủy, Kỷ Tuổi, Mậu Thân, Bính Thân, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ, thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành Hỏa Cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Giải Cần, Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa. Sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành. Và đặc biệt, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 3 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày đang gặp họa phá tài. Tiền bạc với bạn có sự lao đao, vận trình tài lộc của bạn đang có sự sa sút, tiền bạc trong nhà đội nón ra đi. Bạn mệnh tuổi Tý không làm cách nào để có thể ngăn cản được những chuyện xấu xảy ra, việc kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay cũng chẳng thể nào được thuận lợi. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, bạn cần phải xem xét lại những mối đầu tư của mình để điều chỉnh lại sao cho hợp lý. Càng là những việc liên quan tới chuyện tiền bạc thì bạn cần phải suy xét cho thật cẩn trọng, kẻo lại dễ bị kẻ xấu lợi dụng và lừa lọc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại được như ý muốn. Với bạn đang có được quý nhân dẫn lối, đào hoa khởi vượng, có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình nên duyên đôi lứa. Còn đối với các cặp đôi thì tình cảm được nồng thắm, nhân duyên vừa ý, có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn đang có điểm báo tài lộc tiêu tán, thất thoát. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, việc kinh doanh, buôn bán
khó có được sự khởi sắc như mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên xem xét lại những mối đầu tư để điều chỉnh sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ tính toán kế hoạch về tài chính cho cẩn thận để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc có đường tình duyên, có được quý nhân dẫn lối, đào hoa khởi sắc. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có vận trình sự nghiệp tương đối là hanh thông, phát đạt. Với bạn tuổi Sửu đang có được vận quý nhân là chính quan tương trợ, cho nên bạn có được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình rất rõ ràng. Bạn cần phải biết nắm bắt và thể hiện thật tốt, kẻo lại không có lần thứ hai đến với mình nhé. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Sửu, bản mệnh dường như bạn không phải lo lắng gì cả mà mọi việc diễn ra đều theo kế hoạch. Tuy nhiên, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt của mình để tránh dẫn đến những hành động cực đoan. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ tạo ra những rào cản, ngăn cản bạn tuổi Sửu tìm đến bến bờ hạnh phúc của mình. Có nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ của hai người, lại thêm hai bạn vốn là người thiếu đi niềm tin vào đối phương, cho nên dễ mâu thuẫn cứ thế lớn dần lên. Bạn cần phải có nghị lực và lòng tin để chiến thắng mọi trở lực, hạnh phúc bên nhau nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình được hanh thông, sự nghiệp phát đạt nhờ quý nhân trợ mệnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, yên tâm vì mọi việc diễn ra đều theo kế hoạch. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên thay đổi suy nghĩ cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có nhiều vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày có nhiều niềm vui và điều lành sẽ đến. Trong ngày này, công việc của bạn làm ăn tấn tới, tiền bạc về tay ào ào. Với những người làm công ăn lương, tuy không được quá vượng phát rõ ràng như những người làm kinh doanh, buôn bán, nhưng cũng không thiếu cơm ăn áo mặc, thu nhập cũng được nhỉnh hơn trước rất nhiều. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, đây là thời điểm mà bạn có thể bắt đầu thực hiện những kế hoạch về đầu tư của mình, hoặc là có thể bắt đầu từ đầu, nhưng tất cả cần phải được xem xét kỹ càng và cẩn thận. Nếu như có cơ hội tới thì bạn cần phải nhớ là hãy chớp lấy, không có thời điểm nào là hoàn hảo cả, bạn cần phải tiếp tục nỗ lực hơn mà thôi. Tuy nhiên, ngày thứ hai này, bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này làm cho bạn có thể với bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi ở trong người, làm việc dường như với cường độ cao là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của bạn ngày càng bị suy giảm. Với bạn tuổi Dần, bạn nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc làm ăn tấn tới, tiền bạc về tay ào ào. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được rủng rỉnh, thu
thu nhập được ổn định, không phải lo cơm ăn áo mặc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, thời điểm thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên tính toán cho thật cẩn thận, suy xét kỹ càng trước khi đổ tiền vào đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn để lấy lại năng lượng, tăng cường sức khỏe cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 57, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Ai đối với tư duy rất nhạy biến sẽ đem đến cho bạn có được những ý tưởng thú vị với những gợi ý giá trị về việc nên làm như thế nào. Vì vậy với bạn tuổi Mão, hãy nắm bắt lấy và nhanh chóng triển khai các ý tưởng của mình nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn tuổi Mão đang tự làm khổ bản thân mình khi bạn đang bị kịch hóa vấn đề lên. Bạn cần phải thả lỏng và thư giãn, đừng có cố gắng trói buộc một thứ gì đó mà vốn không thuộc về bạn, bởi vì những gì vốn của bạn thì sẽ không rời xa bạn. Hãy thoải mái và sống đúng với những gì phù hợp với mình bạn tuổi Mão nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy dù khó khăn vẫn còn nhưng tình cảm của bạn và một nửa của mình vẫn tiến triển rất tốt đẹp. Dù sao thì bạn vẫn có điểm tựa tốt về mặt tinh thần để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay bạn đừng quên động viên người bạn đời của mình bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đối đãi với người khác bằng sự chân thành. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tìm hướng đi phù hợp khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy trở thành chỗ dựa về tinh thần cho người thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tránh xa những tác nhân tiêu cực khiến cho bạn nổi nóng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy tự tìm cách giải tỏa cơn nóng giận của mình ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ khuyến khích bạn tuổi Thìn gia tăng sự kết nối với mọi người hơn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có vội nghĩ tới việc được mất làm gì, mà hãy thể hiện sự vô tư, thoải mái khi mà tìm hiểu một người nào đó, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hơn ở họ nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn đang có cảm giác thất bại có thể sẽ khiến cho bạn nóng mặt. Nhưng bạn hãy hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể giành được chiến thắng. Bạn hãy coi những mất mát ấy như là bài học giúp cho bạn trưởng thành hơn. Vậy thôi là được bạn tuổi Thìn nhé. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này còn ảnh hưởng không tốt tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh. Có nhiều người cảm nhận rõ cơ thể của mình đang yếu đi hơn trước rất nhiều. Với bạn tuổi Thìn, bạn nên chịu khó tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đều đặn hơn hàng ngày. Sưởi nắng ấm để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tin tưởng và luôn tâm sự để cho hai người ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chớ có phạm hết sai lầm lần này đến sai lầm lần khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy chăm lo hơn cho sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, trong một số việc giải thích cũng vô nghĩa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, lòng tin của bạn đang bị mai một dần đi.
Vậy đánh giá của bạn Thủy Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ tác động tiêu cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, khiến cho bạn dễ gặp phải những khó khăn khó lường. Và ngày hôm nay đòi hỏi bạn tuổi Tỵ phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt hơn. Sự hậu đậu có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho bạn làm hỏng một số việc trong ngày hôm nay nữa nhé. Ngày thứ hai này, về tình hình tài chính của bạn tuổi Tỵ đã có được cải thiện đáng kể khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Với bạn tuổi Tỵ có thể sẽ được giúp hoặc là làm thêm ngày tây trái để kiếm đồng ra đồng vào trong thời gian khó khăn như thế này. Bản mệnh cũng nên chịu khó làm việc thêm ngoài giờ để có thể giải tỏa được những lo lắng về vấn đề tiền nong tài chính ở hiện tại nữa nhé. Thêm vào đó, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang đi xuống và ngày hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc dưỡng sinh, dưỡng tâm, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi điều độ và nhớ đi ngủ sớm nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng dễ gặp phải chuyện bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, bạn phải tự biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đừng có vội suy diễn mọi việc theo ý của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày có được những thay đổi tích cực liên quan tới chuyện tình cảm. Ai đó dường như đang quan tâm đến bạn theo cách vượt xa mối quan hệ bạn bè thông thường trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ đã sẵn sàng cho bước chuyển biến này trong mối quan hệ tình cảm hay chưa, bạn cần phải thể hiện rõ lòng mình nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này dự báo cho bạn sẽ kiếm được một khoản tiền mang về cho mình. Với bạn cảm thấy tự tin hơn về cách thức làm việc, gia tăng thu nhập của bản thân. Và số tiền tuy không nhiều nhưng đáng trân trọng và do đó bạn chớ nên tiêu xài hoang phí nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày thứ hai này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có thủy hỏa tương sinh. Điều này cũng sẽ hỗ trợ cho bạn nhanh chóng khỏi về tình trạng bệnh tật. Ai ốm đau cũng sẽ tìm được cách thức phù hợp để chữa bệnh. Với bạn nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của các y bác sĩ để sớm hồi phục sức khỏe cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tìm được sự đồng điệu với một nửa của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, chỉ khi có tiền bạn mới cảm thấy tự tin hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy dành sự tin tưởng cho người ấy. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tạo lòng tin cho người khác bằng những việc mình làm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 76, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được sự mạnh mẽ, chính là điểm mạnh của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, hãy phát huy nó, đẩy mạnh nó, bạn sẽ đạt được nhiều điều mà bạn mong muốn hơn. Bạn đừng có bỏ lỡ vận may đến với mình để thể hiện bản thân mình theo cách tốt nhất bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo, rất có thể sẽ có xung đột xảy ra trong chuyện tình cảm. Có thể hai người to tiếng với nhau chỉ vì một số chuyện vụn vặt nho nhỏ, và nếu như hai người vẫn không chịu nhường nhịn nhau thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn kéo dài và làm cho tình cảm rạn nứt là khó tránh khỏi. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng với bạn tuổi Mùi, nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Tử vi cũng cho thấy, trong ngày hôm nay với bạn tuổi Mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên lựa chọn những hướng tốt trong ngày gồm có hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro, tăng cường sự may mắn thành công đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, một số việc đi theo kế hoạch cho nên bạn cảm thấy an tâm hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đừng có lãng phí thời gian bằng những việc không đâu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, đừng có cáu bắn người khác chỉ vì những chuyện không liên quan. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, thái độ của bạn không hoàn toàn được đúng mực. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 74, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này sẽ tác động lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho bạn dễ bị tuổi Thân vì những lời nói gây tổn thương, và nếu như cần khóc thì bạn cũng nên học khóc cho nhẹ lòng hơn. Nhưng sau đó lại lấy lại sự mạnh mẽ của mình để tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống bạn tuổi Thân nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy đây là ngày mà dường như với bạn có thể sẽ được ủng hộ hết mình cho cả những ý tưởng điên rồ nhất. Vậy thì tại sao bạn không nắm lấy cơ hội này để trình bày những kế hoạch thú vị mà bạn đang ấp ủ bấy lâu nay? Không chừng bạn sẽ có được nhiều sự giúp đỡ bất ngờ từ mọi người nữa. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ mang tới cho bạn đang có được những tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc, giúp cho bản mệnh cảm thấy an tâm hơn với các kế hoạch của mình. Và nếu như ai đó đang có ý định về đầu tư thì bạn nhớ là chớ nên theo tâm lý đám đông vì bạn đang đi đúng hướng rồi đó nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tâm lý của bạn không được tốt, hãy ở một mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, hãy giữ bình tĩnh mới xử lý được những sự cố. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, một số nghi ngờ của bạn được giải tỏa, giúp cho bạn an tâm hơn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, đối mặt với tiểu nhân dễ vướng phải rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, dù thế nào cũng nên giữ chữ tín với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh, cho nên với bạn sẽ được chào đón ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả.
Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ và khám phá những trải nghiệm thú vị trong công việc với bạn còn có khả năng tạo ra một sự đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình nữa nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn Tuổi Dậu, những cơ hội được thăng tiến đang đến rất gần với bạn mệnh, tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn, ai cũng đều có thể thấy, mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có nhiều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách quan trọng trong tập thể nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tuổi Dậu lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khó mà được thăng hoa được như ý muốn. Người ấy ngày càng tỏ ra thiếu đi sự kiên nhẫn với những điều mà bạn nói. Hai người ở bên nhau mà không thể nào hiểu được suy nghĩ của nhau. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn nữa rồi đó. Về câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy đốn một ngày làm việc năng suất và hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa tìm được các giải pháp mới mẻ trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ tạo ra được bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc cơ hội thăng tiến đang đến rất gần nhờ tinh thần cống hiến cao độ của bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tình cảm khó thăng hoa do khoảng cách ngày càng xa. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với ba tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui, nhân duyên tốt lành đến với mình. Với bạn tuổi Tuất dễ dàng gây dựng được ấn tượng tốt đẹp và tạo thiện cảm với những người mà mình từ tiếp xúc, tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, có lợi cho công việc hiện tại và tương lai của mình nữa nhé. Nhìn chung trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, công việc của bạn vẫn diễn ra được êm đềm như thường lệ, không có vấn đề gì quá lớn, dù đôi khi cũng có xuất hiện những thử thách nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát. Với năng lực cũng như là các mối quan hệ mà bạn đang có thì các vấn đề nào rồi cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi. Dù vậy, với bạn tuổi Tuất vẫn nên tính toán để có được những bước đột phá chứ không nên mãi quanh quẩn ở vị trí an toàn bạn tuổi Tuất nhé. Trái ngược với sự suôn sẻ trong công việc thì trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn chẳng đi đến đâu. Đôi bên có nhiều khúc mắc nhưng chưa thể nào hóa giải được. Vì thế mà khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn. Bạn tuổi Tuất cần phải nhanh chóng tìm ra cách để xử lý tình trạng này. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhân duyên tốt lành, gây được ấn tượng tốt với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tạo được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, có lợi cho công việc hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, thử thách vẫn nằm trong tầm kiểm soát, được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên tìm ra bước đột phá chứ đừng có ở mãi vị trí an toàn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cái chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc, khoảng cách khiến cho tình cảm nhạt nhòa dần đi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi cảm nhận được tình cảm của những người thân của mình dành cho mình một cách rõ ràng. Với những nghi ngại ở trong lòng bạn, nhờ thế mà cũng được giải tỏa đi phần nào. Với bạn cũng nên học cách đáp lại tình cảm của họ nữa, vì những gì mà mọi người dành cho bạn là thực sự đáng trân trọng, đáng quý bạn tuổi Hợi nhé.
Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, hành vi của ai đó là điều có thể hiểu được, nhưng với bạn đừng có vội nóng nảy dưới sự tác động của tỷ kim chiếu mệnh. Bạn cần phải chậm lại để quan sát và xem điều gì sẽ diễn ra. Phía trước còn nhiều điều để cho bạn nhìn nhận và đánh giá nữa nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này sẽ làm cho sức khỏe trong ngày hôm nay đang gặp phải vấn đề mà bản mệnh đang cảm thấy lo lắng nhất. Với bạn tuổi Hợi, bạn nên tìm cách để nghỉ ngơi điều độ hơn, chăm sóc cho cơ thể của mình đúng cách hơn, tránh những suy nghĩ quá nhiều và làm việc mệt nhọc nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, không nên ba hoa khoác lác về bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nóng vội dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên bình tĩnh để trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.